Uh-huh. Where's your game, mommy? Mom. Tao nhảy. Không mừng gì, mừng thùng mì. Mừng thùng mì. Phải biết để cho tôi cũng biết ăn, lựa cũng biết ăn đó chứ. Ăn mì tương đen của Hàn Quốc mới chịu. À. 30 gói. Về sang siêu. Ít hạt còn gọi sang siêu nữa. Trời, gói cũng bự quá nè. Gói này là gói nhỏ nha, còn gói bự hơn thì nó mắc hơn. À, ngày sản xuất nè, nó vậy nè, vậy ha. Ngày 25 tháng 12, còn cái hạn sử dụng là cái HD là hạn sử dụng là ngày 24 tháng 8 2022. Cái này nó nấu như mì tôm mình nấu vậy thôi chứ đâu có gì, phải không? Cái này là không có nước nha, nhìn cái hình, thấy cái hình đó là mình chế gia vị nó giống vô như thôi. Là giống như là cô á, mẹ trộn cái gói này cho nó chín, cho cái mì á nó chín nó mềm. Mì bắt đầu nó bỏ như vậy vô, mày trộn lên nó thành vậy đó. Loại này gói mini, gói to hơn vẫn có nha. Là còn đi mini nó chỉ sai nữa, mỗi tổ ô kim mà luôn mẹ. Bắt đầu là cho hỗn hợp dao củ sấy khô vào nước misu iso của đây nè, ở đây cả đã chia ghi qua men nấy ổ cường nè đó, rồi xong rồi cho mì vô, gói mì vô, rồi xong rồi đợi 5 phút rồi bắt đầu cái mới đổ ra, rồi xong rồi mình cho cái miếng súp vào rồi mình trộn lên thành mì khô nó. Bên đây thì người ta sẽ viết chữ, bên đây minh họa bằng hình với sashimi, rồi bên đây người ta sẽ viết chữ, người ta dạy cách là nấu nè.